Nói ngày mai, tức là ngày mai là ngày 10, 10, 12 tháng 4, tức là có một cái sự kiện cũng tương đối là quan tâm của cái cộng đồng mạng. Đó là ngày mai tại cái tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh đó, là Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện cái phiên tòa để xét xử về cái hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Viết Dũng mà tự nick là Dũng Phi Hổ. Đấy. Cái thứ hai ở tỉnh Hà Tĩnh cũng diễn ra đồng thời một cái phiên tòa của tỉnh Hà Tĩnh để xét xử về cái hành vi vi phạm pháp luật của hội gọi là hội anh em dân chủ mà Nguyễn Thị Xuân này chính là được chúng bầu lên là phó chủ tịch hội anh em dân chủ miền Trung. Thì chúng ta đều biết rồi, thứ nhất là Vương Hùng muốn chia sẻ cái hội anh em dân chủ đây là một cái tổ chức lợi dụng cái hoạt động dân chủ để đấu tranh để chống lại cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời kích động và xuyên tạc cũng như là tổ chức các cái hoạt động gây rối xã hội. Mà đây là một cái tổ chức nói thì mạo danh là đấu tranh dân chủ nhưng thực chất nó đang là cái công cụ tay sai cho các cái thế lực phản động ở nước ngoài. Thì cái Nguyễn Thị Xuân này cũng đã là phó chủ tịch cái hội anh em dân chủ khu vực miền Trung, và trong suốt những cái năm trước năm 18 chưa bị bắt ấy, thì đã có rất nhiều những cái hoạt động kích động gây rối tuyên truyền và chống lại những cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như là các cái hoạt động xã hội ở địa phương, nhất là khu vực miền Trung. Cái thứ hai, Nguyễn Viết Dũng tự nick là Dũng Phi Hổ, thì cái này chắc là chúng ta cũng biết rồi, Dũng Phi Hổ này cái năm 2015 đã bị bắt về cái tội là gây rối trật tự công cộng, tức là cái điều 285 của Bộ luật hình sự ấy, là Dũng Phi Hổ đã bị tòa án xử 15 tháng tù giam. Thế thì sau khi Dũng Phi Hổ này ra, tức là đã hết thời gian giam giữ ấy, thì không có cái vấn đề tu dưỡng và rèn luyện mà lại tiếp tục lại tham gia một số những cái hoạt động, ví dụ như là cổ súy cho cái hội gọi là cái nhóm No U ở Hà Nội. Đây cũng là một cái nhóm mà mạo danh đấu tranh dân chủ lên này, và hay lợi dụng cái sự kiện chống Trung Quốc để tổ chức các cái hoạt động tưởng niệm lính Việt Nam Cộng Hòa mà đã chết ở cái Hoàng Sa. Cái thứ hai là cũng lợi dụng cái việc là biểu tình chống Trung Quốc nhưng thực chất là đang kích động và gây rối xã hội, cũng như có những cái hoạt động mà có tính chất là đi ngược lại cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai là cũng kích động bà con về vấn đề những cái hạn chế của chính quyền trong cái hoạt động quản lý nhà nước. Đấy là cái hội nô Hà Nội. Cái thứ hai là Dũng Phi Hổ đã từng là gì? Sử dụng những cái bộ quân phục của cái chính quyền ngụy Sài Gòn. Đấy. Sử dụng những cái bộ trang phục về cái quân đội Sài Gòn ấy để mà kích động, đồng thời là cổ súy cho cái cờ vàng ba sọc đỏ, rồi là muốn có cái nguyện vọng là phục sinh cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi là cái hành vi ví dụ như là đến Dinh Độc Lập, tức là Dũng đã tự chụp cái ảnh và giương cái cờ vàng ba sọc đỏ, sau đó có những cái hành vi rất là ngông nghênh, coi thường nhà nước, coi thường nhà nước, đưa cái cờ vàng ba sọc đỏ là cái cờ của cái chế độ ngụy quân ngụy quyền xưa kia làm công cụ tay sai cho đế quốc Ngụy xâm lược. Rồi là hai nữa là Dũng Dũng Phi Hổ cũng cùng với một số đồng bọn nữa lên tận hang Bác Bó, là cái nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba hải ngoại để tìm cái con đường cứu nước đã trở về nước, và đấy là cái nơi đầu tiên mà bác trở về, và bác có ở đấy để lãnh đạo phong trào Việt Minh. Thì Dũng Phi Hổ cùng với đồng bọn của mình đã lên hang Bác Bó, rồi lại đưa cái cờ vàng ba sọc đỏ, xong lại xuyên tạc về bài thơ của bác. Thì tất cả Dũng lại còn có một cái nữa là cũng rất là nặng trong cái vấn đề chống lại cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là nhân dân đất nước, đó là gì? Thành lập ra một cái gọi là cái Đảng Cộng Hòa. Rồi hai lại tổ chức một cái hội gọi là Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì tất cả những cái hành vi của Dũng, Nguyễn Viết Dũng mà tự là Dũng Phi Hổ này ấy, thì nó gần như là nó vi phạm tất cả một số những cái điều quy định ở trong cái Bộ luật hình sự, như là cái điều 88 và điều 79, đó là gì? Tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Đấy. Rồi là Dũng là trong cái thời gian ấy lại còn xăm một cái dòng chữ ở trên cái cánh tay trái của mình là sắt cộng, thì ai cũng hiểu rồi, cái từ này là từ chỉ có Mỹ ngụy trước đây khi mà nó gọi người lính quân giải phóng là Việt cộng, những người đang tham gia cái cuộc kháng chiến chống đánh đuổi đế quốc Mỹ và về lấy tay sai thì chúng gọi là Việt cộng, thế mà cái từ sắt là cái từ Hán Việt, thành ra người từ đấy gọi là từ giết, thành ra nó ghi lên một cái, nó xăm lên cái cánh tay của nó là sát cộng, có nghĩa là cái hàm ý là nó sẽ đánh phá và kiểu như là sẽ giết hết những Việt cộng đi, người cộng sản đi ấy. Đấy. Thế thì với cái hành vi vi phạm của Nguyễn Viết Dũng tự Dũng Phi Hổ là nó vi phạm vào đúng vào cái điều 88 và điều 79 trong cái Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì ngày mai
ngày mai là tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ xử cái vụ này. Mà theo cái quy định của cái điều vi phạm cái điều luật 8879 mà nó có cái mức án từ 3 đến 20 năm. Một cái điều là nó quy định là cái mức xử phạt nhẹ nhất là 3 năm tù giam đến 15 năm tù giam, mà cái điều 79 nó còn đến 20 năm tù giam, tức là cái hành vi đó là cái hành vi chống phá Đảng và Nhà nước. Và lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá và lật đổ chính quyền thì cái tội rất nặng. Thì theo anh Vương Hùng nghĩ rằng là mai chúng ta sẽ xem cái tình hình là cái sự việc diễn biến của phiên tòa, trong đó các cái luật sư bào chữa mà cho Nguyễn Viết Dũng này sẽ như thế nào, và cái cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng như là cái cơ quan điều tra người ta sẽ truy tố khởi tố và xét xử như thế nào.